Thuyết Nguyễn xin kính chào quý khán thính giả đã đến với kênh Định Cư và Cuộc Sống ở Canada. Thưa quý vị và các bạn, đây là video thứ tư và cũng là video cuối cùng trong ngày hôm nay. Ở trong video cuối cùng này, Thuyết sẽ xin chia sẻ một lá thư của bạn Thiên Nga Trần đến từ đất nước Pháp với lời chia buồn sâu sắc đối với gia đình nhà quân Hoa. Vâng, như chúa các bạn đã biết, trong suốt từ hôm qua đến giờ, mình đã chia sẻ rất nhiều những lời bình luận của tất cả quý khán thính giả trên mọi miền đất nước và có một số quốc gia khác nữa, nhưng từng đó vẫn chưa đủ. Có rất nhiều những cái lời chia buồn khác mà mình không thể nào đọc được hết bởi vì cái thời lượng của chương trình có hạn thì mình cũng mong tất cả những quý khán thính giả đã đưa ra những cái lời chia buồn đối với gia đình uh, quân Hoa và bản thân Hoa nữa. Mình xin có một lời cảm ơn sâu sắc bởi vì tất cả bọn họ ở đây mình muốn nói rằng Hoa và gia đình nhà quân và cả gia đình nhà Hoa bên phía Việt Nam không thể gửi tới các bạn những lời chia buồn, uh, những lời cảm ơn nó được. Thì mình xin thay mặt Hoa và tất cả mọi uh, gia đình nhà uh, hai bên của Hoa xin cảm ơn tất cả mọi người ở ừ, trước khi đi vào chia sẻ cái lá thư uh, đến từ đất nước pháp của bạn Thiên Nga Trần, mình sẽ xin uh, chia sẻ một số những cái lời bình bình luận khác liên quan tới câu chuyện này. Vâng như chúng ta đã biết uh, cơ bản đến 99% uh, quý khán thính giả đều có những nỗi những lời chia buồn với gia đình nhà Quân Hoa và trong những lời chia buồn này thì mình thấy rằng uh, có những cái uh, có cái sự uh, có nhiều cái lời chia buồn có sự động viên rất là kịp thời ở đây hiện tại mình biết rằng hoa chưa thể uh, chưa thể nghe được cái lời chia buồn và góp ý động viên của quý khán thính giả nhưng có thể ít ngày tới đây sau khi vượt qua được cái uh, sự khổ đau này rồi thì hoa có thể xem lại những video này và sẽ tăng thêm được cái động lực khi mà xem được những lời bình luận của các bạn. Một lời bình luận của bạn uh, Tuấn Nguyễn Vlog uh, uh, có viết như thế này. Tôi chào anh Thuyết Chúc ba cha con anh luôn khỏe. Có uh, cô xin chia buồn cùng gia đình cháu Hoa. Hãy cố lên Hoa nhé, giữ sức khỏe. Còn phải chăm hai con và chuẩn bị sức khỏe vượt cạn lần thứ ba đấy nha. Không biết trước cái gì hết trong quá trình mang thai, suy nghĩ nhiều, bệnh trầm cảm lại tái phát thì bác sĩ Trần lại phải áp sát Hoa chữa bệnh uh, cho Hoa lần nữa và cũng có thể hai người vẫn còn tình cảm thì lại làm thêm à, thằng cò, đặt luôn tên là thằng cò à, cò hoàng chứ lại cho nó huy hoàng. Thằng anh là Trần Huy vì bố dưỡng à, à, quân mất rồi, đổi sang chính chủ bố à, bố còn thằng em à, tên Trần Huy Hoàng là hợp lý đấy. Đúng là cuộc đời không như mình nghĩ đâu cả nhà ạ, à. tất cả do ông trời quyết định hết đấy và cuối cùng Ông trời uh, vẫn để phần hoa cho bác sĩ Trần đấy. Mình cũng mong bác sĩ Trần luôn hạnh phúc. Uh, tuổi xế chiều bác sĩ Trần cứ ăn ở hiền lành để phúc cho con, đúng là hoa của Trần là uh, Trần của hoa. Cuối cùng mình chúc uh, ba cha con chủ kênh và cộng đồng bạn luôn được sức khỏe và bình an. Chào thân ái. Vâng, <laughs> xin cảm ơn bạn Tuấn Nguyễn. <laughs> nói thật là tất cả những lời bình luận của quý khán tính giả à, mình chưa thấy có một lời nào nó lạc quan theo cái cách động viên của bạn cả à, mặc dù hiện tại thì hoa không nghe được lời này nhưng sau đây mấy ngày thì có thể hoa sẽ à, trở lại với thực tế và nghe được những cái lời bình luận này thì chắc mình nghĩ là hoa sẽ mừng rơi nước mắt bởi vì một cái lời động viên uh, nó mang cái tính chất rất là tích cực uh, nói đến một cái tương lai rất là huy hoàng thì ở đây uh, thì nói thật là Hoa đã mang thai hơn một tháng rồi đúng không ạ? Và có thể 8 tháng nữa thôi thì sẽ cho ra đời một đứa bé nữa. Và không biết đứa bé này thật sự là trai hay là gái. Nhưng mà bạn Tuấn Nguyễn đã nói rằng, Ồ, đẻ thêm một thằng cò nữa và đặt tên nó là Hoàng. À, thằng anh trai nó tên là Huy rồi đúng không ạ? huy hoàng thì đúng là tuyệt vời và lấy họ của bác sĩ Trần là Trần Huy Hoàng thì đúng là tên cũng thật sự là hay và đây là cái cách động viên mình cảm thấy nó rất là thực sự ra nó không có gì mới mẻ cả nhưng mà mình chưa không thấy ai coi như là đưa ra cái lời bình luận như bạn ấy. Nếu mà trong trường hợp của bất cứ ai như Hoa khi mà nghe tin cái lời bình luận này thì cũng rất là mừng đúng không ạ? Cái thứ hai nữa là bạn ấy đã nhắc nhở Hoa là phải cẩn thận trong vấn đề vượt cạn lần thứ ba mình thì mình không có kinh nghiệm trong những chuyện này nhưng mà những người đang mang bầu mà nếu phải suy nghĩ quá nhiều thì nó sẽ chắc chắn là nó sẽ không tốt rồi. Và hy vọng rằng sau khi Hoa được uh, nghe được uh, những cái lời bình luận này thì Hoa sẽ vượt qua tất cả những trở ngại và đem đến cái uh, uh, đem đến với cuộc sống những với những cái nụ cười, với những mối tình như ngày xưa ở trong câu chuyện này thì mình không biết rằng Hoa sẽ quyết định ra sao và bác sĩ Trần sẽ quyết định như thế nào nhưng ở đây cái câu hỏi mà chúng ta đang suy nghĩ rằng uh, liệu rằng bác sĩ Trần có mang ba mẹ con Hoa về nhà hay không uh, đây đang là một cái câu hỏi mà có thể gây ra rất nhiều tranh cãi đúng không ạ hiện tại thì theo mình nghĩ rằng nó là quá sớm bởi vì sao bởi vì uh, khi người ta uh, đang bị uh, một cái lỗi đau và lỗi đau này theo mình nghĩ rằng nó khá sâu thì có thể là một thời gian khá lâu lâu thì vết thương này nó mới có thể lành được đúng không ạ chứ không thể như một bạn nào đó bình luận rằng là ôi bây giờ người thời đại bốn rồi người ta coi như có khả năng là chồng chết chưa được một tuần người ta đã đi với người đàn ông khác lời bình luận đó mình không chấp nhận được nếu thế thì một người đàn bà quá là vô cảm đúng không ạ mình nghĩ nó là như vậy còn trong cái chuyện phần giúp đỡ trách nhiệm của bác sĩ trần sẽ phải tăng gấp bội lên rồi Ờ, có ở trong đây có những người nói rằng bác sĩ Trần là người có phúc. Nhưng cũng có người thì nói rằng ồ những người mà sống lâu, sống lâu trăm tuổi đôi khi không phải là có phúc mà đó lại là trời đầy. Mình đã xem được một bình luận của bạn nào đó, mình quên mất tên rồi. Có nghĩa theo cái theo cái cách nhìn của bạn ấy thì những người sống lâu không phải là có phúc có đức mà Chẳng qua họ bị lợ cái thế gian này quá là nhiều chuyện trên là người ông trời bắt họ phải sống lâu để trả nợ cuộc đời này. Cũng như bác sĩ Trần uh, hiện tại phải sống rất lâu để mà trả nợ cho Hoa cái phần cuối đời của của mình. Uh, và câu chuyện này, nếu được như vậy thì có mà trả đời đến 200 tuổi cũng được các bạn ạ. Nếu mà mình là như vậy thì trả nợ đến 200 tuổi cũng được đúng không ạ? Bởi vì uh, khi đó là một việc tốt mà tự nhiên lại cứu mang được ba mẹ con, bây giờ là bốn mẹ con chứ không phải là ba mẹ con nữa, đúng ạ? thì trách nhiệm đó thì sống lâu dù có khổ như thế nào chẳng nữa mà giúp được coi như cái, cái uh, một cái chuyện tốt như vậy thì coi như đó là trời đầy cũng được chẳng sao, đúng ạ? bởi vì việc đó là việc thiện mà. trong khi đó có rất nhiều những lời chia buồn khác uh, đến từ nhiều quý khán thính giả đến với Hoa và gia đình nhà Hoa và nhà Quân nữa, uh, chẳng hạn như là của bạn uh, Hiền từ Song Ca, bạn Nguyễn Thị Hải, bạn Vệ Hoàng, bạn Cao Thắng, vân vân. À, trong một cái câu chuyện mà có, à, chẳng hạn như là à, bạn Nguyễn Thị Hải đưa ra một cái lời bình luận rằng Đứa bé không mang họ Trần thì bác sĩ không phải trả tiền nuôi con. Vâng, đây cũng là một cái vấn đề tranh cãi trong mấy ngày vừa qua. À, cái vấn đề mà làm sao mà à, bây giờ là trước đó thì Quân đã muốn lấy 200 trăm ngàn của bác sĩ về vấn đề đã nuôi con trong 6 năm qua, đúng không ạ? có những bạn nói rằng là bác sĩ khi mà có có thai là không biết còn thì Hoa đã tự nguyện bỏ đi thì cái đó thuộc về lỗi của Hoa chứ không phải là uh, chứ không phải là của bác sĩ Trần trên là bác sĩ Trần không cần phải bỏ ra số tiền nuôi con uh, chẳng hạn như lời bình bình luận của bạn Vệ Hoàng là ông chủ kênh ơi bác sĩ Trần có biết mình có con đâu và bác sĩ trần có bỏ con đâu đấy là hoa không cho bác sĩ trần biết có con để nuôi một mình và khi quân không thấy giống quân thì đi xét nghiệm mới biết không phải con mình thì bác sĩ trần đã tha thiết muốn nuôi con thì quân hoa lại không muốn thì pháp luật giải quyết vấn đề sao cho đúng luật khi phải trả tiền cho bên nuôi nuôi uh, con giấu diếm đơn phương đây chủ kênh giải thích họ cái nhé vâng trong chuyện này thì rõ ràng bác sĩ trần không có lỗi rồi đúng không các bạn đấy là có lỗi là do phía hoa thôi bởi vì lúc đó bác sĩ Trần đâu có biết là mình có con đúng không ạ còn thì ngay cả chuyện bây giờ thì thực ra mà nói ở trong câu chuyện này kể cả quân còn sống chăng nữa thì bác sĩ Trần cũng không bao giờ giải quyết theo cách kiểu như là có lý không không muốn giải quyết theo kiểu như là chuyện về pháp lý bởi vì ra pháp lý nó phức tạp cái thứ hai là bác sĩ Trần như mình đã kể một câu chuyện trong đầu hôm nay đúng không? Cái cách giải quyết của bác sĩ Trần luôn luôn thiên về cái vấn đề tình cảm và giải quyết theo cách này thì sẽ có mang mang lại nhiều cái điều tốt hơn cho hai bên bởi vì khi đưa ra đến pháp lý là có thể có những cái chuyện tranh cãi nhau và khi đã có những chuyện tranh cãi nhau thì lúc đó thì hai bên sẽ không có sự hàn gắn nữa nhưng nếu khi giải quyết bất cứ câu chuyện gì uh, chuyện gì mà về nói về tình cảm với nhau thì có thể khi giải quyết xong rồi hai bên lại tuyệt vời với nhau đây là một cái chuyện mà mình nghĩ rằng bác sĩ trần không bao giờ đưa ra pháp lý còn trong cái chuyện bây giờ mà bảo cái chuyện tiền nuôi con đó các bạn thấy không quân đòi có 200 ngàn đô nhưng bác sĩ Trần cho cả một căn nhà tức là trị giá đến gấp 10 năm 20 lần cái số 200 ngàn đô 200 ngàn đô đó thì còn đòi hỏi gì nữa có nghĩa bác sĩ Trần đâu có lăn tăn gì những cái chuyện đó đâu đúng không ạ cái vấn đề ở đây là bác sĩ Trần khi biết là mình có con trai thì coi như bác sĩ Trần rất là vui mừng và muốn nuôi đứa con đây là nguyện vọng nó rất là bình thường thôi của tất cả những người những người đàn ông trên thế gian này À, mình nghĩ nó là như vậy. Đặc biệt là một người có điều kiện như bác sĩ Trần đúng không ạ? Nếu mà người ta nghèo khổ nữa thì người ta sợ là ờ thôi để đó, chỗ kia thì để cho con mình sung sướng hơn. Nhưng mà ở đây bác sĩ Trần có thừa điều kiện để có thể nuôi đứa bé trở thành người tuyệt vời sau này đúng không ạ? Cho nên là cái điều mong muốn bác sĩ Trần nuôi con là hoàn toàn chính đáng. Bạn Nguyễn Thị Hải thì nói rằng là ờ đứa bé này là mang họ Nguyễn của của quân chứ không mang họ Trần của bác sĩ Trần thì thì bác sĩ Trần không phải trả tiền nuôi con ở chuyện tiền bạc ở đây thì uh, các bạn thấy rồi đúng không ạ Mình sẽ mình đã phân tích mãi rồi có nghĩa là uh, nó không đáng kể gì cả trong cái chuyện kể cả là uh, là quân còn sống hay là quân đã mất thì bác sĩ Trần cũng không lấy cái đoạn đó không lấy cái đoạn coi như là uh, chiếu theo cái kiểu pháp luật mà sẽ làm theo kiểu tình cảm vâng thưa quý vị uh, cái một có một cái lời bình luận mình không muốn đọc đâu nhưng bây giờ mình muốn bạn ta mương bạn Ta Mương có cái số là 3313 xin trả lời mình và tất cả quý khán thính giả trên cộng đồng mạng một câu hỏi nhé. Tất cả bạn nói như thế này, xin nói với mọi người có loại chất độc xét nghiệm không tìm ra, khi đã uống vào bụng nó chuyển sang chất khác, khoa học hiện nay bó tay. Đấy, ý của bạn nói rằng là uh, chính quân là bị coi như hạ độc đấy và khi uống vào rồi thì coi như sẽ uh, khoa học hiện nay không phát hiện ra. Thì bây giờ bạn nói cái chất độc đó thì cái chất độc đó nó có tên hóa học là gì và bình thường người ta thường gọi là đó là chất độc gì bạn phải đưa ra được bằng chứng đúng không ạ chứ ở đó, bây giờ nói thật là chẳng có loại chất độc nào mà khi uống vào người mà khoa học bây giờ không tìm ra cả người ta xét nghiệm máu cái là ra ngay trong máu nó có cái chất gì ở trong đó ấy các bạn ví dụ như là sử dụng bất cứ thứ cái chất gì chẳng hạn kích thích hoặc là cái bạn uống thuốc gì đó thôi mà người ta thử máu là nó cũng ra cái chất đó luôn lập tức đừng nói bây giờ bảo khoa học và coi như là hiện nay mà lại bó tay với cái chất độc đó thì mình không biết là bạn muốn nói tới chất độc, độc gì. <laughs> Nếu mà có cái chuyện đó thì rõ ràng là uh, chúng ta có thể vào Google tìm ra ngay cái chất độc này đúng không ạ? Thì ở đây bạn Tam Ương nói như vậy thì sẽ hãy trả lời tất cả cộng đồng mạng xem là cái chất độc bạn muốn nói tới là cái chất độc gì, nó có thành phần hóa học tên là gọi là gì? hoặc bình thường mọi người gọi cái chất độc đó gọi là cái chất độc gì để phân tích cho mọi người hiểu nhé Vâng thưa quý vị và các bạn ở trong cái cuộc mà ở hỏa táng ngày hôm nay thì mình đã cố gắng tìm kiếm bác sĩ gia đình tên là David trên ờ, thì mình đã thông báo trong video đầu của ngày hôm nay rồi mình đã cố gắng tìm kiếm cái ông bác sĩ này nhưng mà không tìm thấy cái ông bác sĩ này kể cả lẫn trong đến dòng người đến bao nhiêu trăm nữa thì mình cũng sẽ nhận ra ngay lập tức bởi vì cái dáng người của ông rất cao to theo mình đoán thì ông ấy khoảng gần 100 kg to cao ờ, nhưng mà nó không béo phì đâu các bạn ông ấy rất là rắn chắc bởi vì thân người của ông to cao thành ra là nó cái phần béo phì là không thấy thôi bởi vì cái con người của ông to cao như vậy trên là lẫn trong cái đạo dòng người mà châu á như chúng ta thì chỉ cần nhìn thoáng qua là thấy nhưng mình đã không thấy ông ấy dự cái đám tang của của quân đây là một cái cái điều hiển nhiên thôi bởi vì sao bởi vì nếu ông bác sĩ gia đình mà có mặt thì hôm nay ông sẽ nhận coi như gạch đá của tất cả mọi người đúng không ạ sẽ lên án ông ấy rất nhiều bởi ông ấy chính là người đứng đằng sau quân chỉ đạo quân những thế loại thế kia bởi vì mình đơn giản hiểu ở đây nói thật là đến bây giờ mình vẫn chưa biết là trình độ học vấn của quân học đến đến cái trình độ nào nhưng mà mình thấy rằng là quân uh, là kém nhận biết nhiều vấn đề. Ở đây lâu năm như vậy rồi mà vẫn còn bị tác động từ phía ông bác sĩ gia đình. Trong cả vấn đề coi như là uh, mà làm những vấn đề mà theo ông ấy làm những cái chuyện mà muốn kiện bác sĩ Trần Gia tòa chẳng hạn. Đó là cái cái trình độ học vấn của quân cái sự nhận biết là của quân là rất là kém đấy những người khác người ta có thể không biết thì người ta có thể đi tham khảo người lọ người kia các thứ hoặc người ta có thể vào Google người ta tra ra ở trong cái luật pháp của Canada nó như thế nào như thế nào có nghĩa đơn giản nhất là cũng có thể là tìm hiểu như vậy nhưng cậu này chỉ có mãi nao đầu và làm ăn thôi và chẳng biết tìm hiểu chung quanh mình nó ra sao và cứ đi nghe cái ông này tất nhiên là ông bác sĩ gia đình này đã biết mình là kẻ sai trái rồi cho nên là ông ta đã lặn mà hơi mất tích đến cái ngày coi như là quân coi như là ra đi thì ông ấy cũng không có mặt. thì ở đây á trong cái lời bình luận của ngày hôm nay bạn Nại Thị Vinh đã hỏi thăm đến ông bác sĩ gia đình này. đây là một cái lời hỏi tội của ông ấy và mình đọc cho tất cả mọi người cùng nghe. kính chào anh Thuyết. Thôi anh ơi cộng đồng mạng ơi, quân đã xấu số, Lay đã ra đi rồi, Lay không còn nữa rồi. mọi người cầu mong cho quân sớm được siêu thoát nhé. Quân đúng là một người rất chịu khó, chịu thương và có tâm đấy, làm việc quần quật để nuôi vợ con mà còn lo no cho cả gia đình hai bên nữa. Mọi người ơi, trên đời này có nhiều điều khó nói lắm. Khi một người nghèo khổ mà phải lo nhiều chuyện như vậy mà Quân không cảm nhận không cảm nhàm thì mới là chuyện nạ chứ. Còn chuyện Quân đòi bác sĩ Trần lấy tiền nuôi con đằng sau quân là ông bác sĩ gia đình đã suối bảy quân và dập dây quân thôi người bác sĩ này mới đáng trách bây giờ quân đã vậy rồi thì ông bác sĩ gia đình này lại phải gánh tội cho gia đình vợ con quân thôi mà vì luật nhân quả uh, nó đến ngay thôi vậy bác sĩ gia đình có nghe được lời bình luận này thì bác sẽ dừng ngay lại đừng gây thêm tội ác nữa nhé vì ông còn hai bé hãy sống an phận để nuôi con nhé Thôi tôi chỉ nói vậy thôi Còn tôi cầu mong cho quân mau được siêu thoát Quân đã ra đi và không bao giờ trở lại nữa Vậy là cháu quân đã rũ bỏ được hết bụi trần rồi Mong cháu về nơi cực lạc Không còn nhìn thấy những bon chen và giành giật lẫn nhau buồn lắm Đúng là đồng tiền nằm mờ mắt những tình người Tiền ơi, ơi hỡi tiền ơi tiền nó là cái quái gì mà sao nó ác thế nó làm cho vợ phải xa chồng cho con phải xa bố cuộc đời đơn côi vậy lên ờ, với những ai cứ nặng lòng về tiền quá xin hãy dừng lại nếu là đồng tiền của mình làm ra thì mình tiêu nó cảm thấy bình an và uh, vơi sự còn không phải của mình thì đừng tham nam nữa như thầy đức minh tuệ đấy thầy có cần gì đâu thầy chỉ đi hành khất để chứng minh cuộc đời ở uh, thầy và chứng minh cuộc sống ngoài đời xem sao thầy chỉ ngày ăn một bữa ai cũng uh, thấy thầy đâu uh, ai cũng dường thầy đâu có lấy vậy tôi mong mỗi con người chúng ta cái gì không phải của mình thì đừng tham nhé chúc ba cha con anh thuyết cùng cộng đồng mạng và mọi người trong cuộc tình mãi an lành chia buồn cùng cháu hoa nhé a À, lam a di đà phật Vâng, xin cảm ơn bạn Lại thì Vinh rất nhiều Bạn đã, mình hy vọng là <laughs> uh, Cái ông bác sĩ gia đình này mặc dù là người Tây Nhưng ông nghe được tiếng Việt Mình hy vọng rằng ông bác sĩ David trên này Sẽ vào nghe kênh của mình Và sẽ được nghe bạn Lại Thi Vinh dạy ông ấy Bởi vì uh, ông ấy thì trước đây các bạn nhớ rằng là Ông ấy có một người vợ người Việt Nam đúng không ạ Và chính người vợ này là người Việt Nam Và đã chết trong cái căn, căn dịch bệnh Covid vào đâu khoảng năm 2021 thì phải. Đó thì chính vì ông là người Việt Nam và hai đứa con của ông bây giờ vợ là người Việt Nam, trên là ông ấy cũng biết nói tiếng Việt. đấy Và mình hy vọng rằng là đây sẽ là bài học để cho ông ấy biết rằng là ở bản thân ông uh, vẫn còn hai đứa con nhỏ thì cố gắng nuôi con đi, đừng làm những chuyện xấu xa nữa. Tiền có thể là mua được rất nhiều thứ, nhưng tiền có thể chính là cái lý do khiến cho gia đình tan nát. Vâng, đó là lời nhắn gửi của bạn lại Thị Bình. Và sau đây không để cho quý khán thính giả chờ đợi lâu, mình sẽ xin đọc lá thư của bạn Thiên Nga Trần tới từ rất Pháp với tựa đề Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới cô Hoa và gia đình Quân. Kính gửi anh Thuyết, sáng nay thức dậy nhìn thấy tựa đề video của anh thì thật không tin ở mắt mình nữa. Câu chuyện xảy ra nhanh bất ngờ quá khiến người ta không thể không thương cảm. Chỉ mong các bạn đừng moi móc chuyện của người đã mất mang ra để phân tích mổ xẻ lỡ nhé. Cho dù lúc sống có khúc mắc gì, chết là chỉ còn cát bụi mà thôi. Hơn nữa, trong 49 ngày, linh hồn người chết vẫn chưa siêu thoát được. Họ nghe hiểu hết những gì người sống đang nói về họ. Nên khuyên người đã mất, lên buông bỏ, tham sân si, sám hối, liệm phật để có thể thanh thản ra đi, để đầu thai kiếp khác, đừng lưu luyến cõi hồng trần đầy khổ đau lầy nữa. Mình cũng xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới Phạm Hoa và gia đình của quân. Đời người là vô thường mà, mong Hoa cùng gia đình hãy nén đau thương để thu xếp hậu sự ổn thỏa cho người đã khuất. Mình cũng không tin việc bác sĩ Trần bỏ thuốc đầu độc quân vì nếu việc đó có thật thì kinh khủng quá. Mình không dám nghĩ đến cho nên đừng nên đồn thổi vô căn cứ vì việc đó sẽ có thể hủy hoại tương lai của một con người. Bác sĩ Trần đã 71 tuổi, đã quá nhiều thâm niên trong nghề nghiệp và cũng cứu chữa cho rất nhiều bệnh nhân, cho nên những lời đồn thổi đó có thể sẽ hủy hoại nhân phẩm làm người và đạo đức nghề nghiệp mà bác sĩ đã gây dựng suốt bao nhiêu năm qua. Lời nói sắc như dao, tin đồn như gươm giáo phải thật cẩn thận khi phát ngôn các bạn nhé anh thuyết hỏi bị đột quỵ và tai biến mạch máu lão là như thế nào thật ra hai cách gọi này là hai tên gọi khác nhau của cùng một loại bệnh nếu như tai biến mạch máu lão chỉ ra lơi khởi phát bệnh là tại các mạch máu lui não khi dòng máu bị chặn lại hoặc một mạch máu trong não bị vỡ thì đột quỵ nói nên sự cấp tính của bệnh xảy ra tức là à, xảy ra tức thì và thường là khả năng không cứu chữa được. Có hai loại đột quỵ: một đột quỵ à, thể nhồi máu lão là do sự hình thành huyết khối à, cục máu đông làm tắc nghẽn động mạch não, à, mạch à, mạch não; hai đột quỵ à, thể xuất huyết não nguyên nhân do các động mạch bị vỡ dẫn đến xuất huyết hoặc phình mạch máu trong não mình nghĩ quân có thể đã bị một trong những căn bệnh sau huyết áp đái tháo đường rối loạn uh, lipid máu bệnh tim các loại bệnh về mạch máu bệnh hồng cầu nghiện rượu thuốc lá gia đình có người từng bị bệnh đột quỵ này rồi nhưng có thể do phải làm việc với cường độ dày đặc và kiếm tiền lại thêm chế độ ăn uống nghỉ ngơi không tốt và với áp lực với vụ đòi tiền nuôi con này cũng khá rắc rối nên khiến quân khá mệt mỏi và căng thẳng. Lại thêm bệnh đã ủ từ trước mà quân lại không biết hoặc chủ quan không đi chữa trị kịp thời cho nên khi ủ bệnh thì nó nặng lẽ như con rắn trườn khi uh, phát ra thì nhanh như sấm chớp đỡ không kịp. Cũng có thể hôm quân đi gặp bác sĩ Trần về nếu có uống rượu xong ra trời lạnh quá lại bị tẻ ngã ở đâu về nhà lại tắm đêm cũng dễ bị đột quỵ tắm. Nhưng thôi, người đi rồi ân oán gì cũng bay theo gió. Mình cũng nghĩ đến việc gia đình để bác sĩ hỏa thiêu, còn tiền dư thì bác sĩ sẽ gửi về là tốt nhất rồi, vì gia đình quân chắc cũng khó khăn. Có câu, cáo chết ba năm quay đầu về núi nếu chôn ở Canada thì người nhà cũng không thể sang hàng năm để cúng viếng được, chi bằng thiêu mang cho về Việt Nam để hưởng hương hồn gần gia đình. Mình cũng mong các bạn trong thời gian hiện tại và cả sau này lên tránh nói đến cô Hoa. Cô ấy cũng đang mang trong mình một thai nhi bị tác động tâm lý mạnh như vậy dễ bị xảy thai lắm. Hãy để cho cô ấy được yên để lo no tang sự cho chồng và lo cho mấy đứa con. Bác sĩ là người trong cuộc bác sĩ còn cho qua tất cả các bạn chỉ là những người đứng ngoài quan sát thì các bạn nóng vội làm chi chuyện cô hoa sẽ về ở chung với bác sĩ thì còn quá xa vời lắm các bạn đừng bàn luận nữa chồng người ta mới chết ít ra cũng phải làm dỗ đầu nếu kỹ hơn như các cụ ngày xưa thì còn phải để tang ba năm cho dù bên tây này họ có suy nghĩ không như người việt nam mình như bố chồng mình mất mà tụi em chồng nó sinh ra ở bên Pháp thì 90 trăm nó là người Pháp rồi chỉ để tang 49 ngày là nó xả tang thôi nhưng nghĩa tử là nghĩa tận cho nên mình nghĩ cô Hoa lên để tang chồng 35 cho chọn đạo phu thê kiếp này bác sĩ Trần vẫn có thể lui tới để gần con trai của mình để chăm sóc nó mình cũng tin sau này bác sĩ sẽ đối xử tốt và sẽ lo no cho cả hai đứa con riêng của cô Hoa nữa thôi mình dừng ở đây mình chúc ba cha con anh Thuyết cùng tất cả các bạn luôn có một sức khỏe dồi dào luôn có cuộc sống lành mạnh và khoa học để tránh bệnh tật mong các bạn luôn bình yên và hạnh phúc Thiên nga Trần vâng thưa quý vị và các bạn đây là toàn bộ lá thư nội dung lá thư của bạn Thiên nga Trần đến từ đất nước Pháp uh, thực sự ra là bất cứ lá thư nào của bạn Thiên Nga Trần thì nó cũng có một cái gì đó rất mới lạ và cách nhìn nhìn uh, câu chuyện của bác ấy à, của bạn ấy nó hoàn toàn là hơn mọi người à, mình không dám nói là hơn tất cả đúng không ạ nhưng mà hơn có rất nhiều người ở trong cái cách nhìn đời của bạn ấy mình cũng thấy thế uh, có những cái câu chuyện ở trong đây thì chúng ta không cần nên nói lại nữa và nói thật là mình thấy rằng Thiên Nga Trần có những cái nó rất đồng quan điểm với mình Uh, chẳng hạn như trong vấn đề chẳng hạn như là uh, về cái chuyện để tang chẳng hạn đấy có nhiều bạn nói mà chỉ có mấy tuần đấy và có khi là có như mấy tháng là có nhiều người ta có thể đi lấy chồng rồi thì bản thân của mình mình nói là kể cả ngay mình thôi mà ví dụ thế này mà ví dụ mình bây giờ đang không có vợ mình muốn lấy vợ mà một người mà chưa đủ để tang ba năm chồng mà đã đòi lấy mình thì mình không giờ lấy người đó bởi vì người ta có uh, có quan trọng về cái chuyện coi như tình nghĩa đâu đúng không người chồng chết chưa xanh cỏ mà đã vội vàng đi lấy chồng thì coi như là thì coi như là người đó thì chắc chắn là cũng chẳng ra sao đây là theo ý nghĩ của mình và cái điều đó có thể cổ hủ so với thời nay nhưng nó vẫn mang một cái đạo lý làm người rất là tốt đây là cái tập tục của người Việt Nam mình từ xưa rồi đúng không ạ khi chết là coi như là kiểu gì là người ta phải để tang ba năm đây dỗ đầu tức là một một năm còn chưa có đã nói đến cái chuyện có người còn bảo là ôi bác sĩ Trần đón về nhà mình đi rồi chúc uh, mừng hạnh phúc của bác sĩ Trần không biết mình nghĩ uh, các bạn ấy nghĩ như thế nào tất nhiên là ở đây thì không có gì xấu cả tức là mỗi người mỗi quan điểm đúng không ạ uh, các bạn có những suy nghĩ đó thì nó theo cái tính uh, tính chất là hiện đại cái thời bây giờ nó cũng không có gì là sai đúng không ạ còn bọn mình như mà cả thiên ca trần còn hơn cả tuổi mình thì đó là những người có thể nói rằng là mình cả thiên ca trần là những người hơi bị cổ hủ về cái lớp người trước Uh, tuy nhiên là đó những cái người có tuổi như bọn mình là hay 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 sử sự, sự theo cách đó uh, khi nghe bạn thiên nga trần nói về những cái lý do đột quỵ này mình thấy cũng choáng luôn bởi vì đàn ông thường thường là kiểu gì cũng mắc một cái căn bệnh uh, thứ nhất là rượu chè thuốc lá này đó uh, thì thường thường kiểu gì đàn ông cũng ông nào cũng có thể là mắc một trong những căn bệnh đó nói thật là mình nghiện thuốc lá nghiện thuốc lá là nghiện uống nước trà uh, nước trà ngoài bắc buổi sáng là mình không ăn uống cái gì cả bao giờ cũng thế là chỉ có pha ấm trà và hút thuốc mấy điếu thuốc liền thì đây cũng là một cái nguy hiểm và nói thật là uh, trong gia đình cũng có người bị cái bệnh như này cũng uh, cha của mình cũng bị như vậy, đấy tức là khi bị một cái là sau đó là cấm khẩu và mấy ngày sau thì ra đi đó cũng là cái gọi là không biết là gọi là cái gì uh, cái gì uh, mạch máu lão nhỉ đó chẳng hạn đó mình cũng hay rất là hay quên cái căn bệnh này cái từ đột quỵ thì có thể nhớ nhưng người ta vẫn gọi là cái gì mạch máu não đó thì chính cha của mình cũng bị vậy mà những người hay bị về tim Đấy, thì uh, chính có thể là ở đây những mình thấy rằng là bạn thiên gia trần đưa ra những cái lý do quân có thể bị cái căn uh, dựa vào những cái lý do này có thể là bị cái căn bệnh đột quỵ là do những cái cái triệu chứng đó chẳng hạn như nghiện thuốc lá này ở ờ, trước đó thì căn bệnh của mình bị đái tháo đường hoặc bị huyết áp hoặc bị rối loạn tim mạch các thứ lu nhưng mà vì cậu này quá tham làm cậu ta không đi khám bệnh Đấy. nói thật đó là như vậy bởi vì bên này thì bác sĩ gia đình thì những người có cái cái thẻ xanh rồi thì các bạn không bao giờ phải mất một đồng một xu nào ngay cả chuyện tám trang hoặc hùng đi khám bệnh là những người như là sinh viên đó là họ bao giờ cũng thế là đóng tiền bảo hiểm họ đóng tiền bảo hiểm một ít thôi là họ có thể làm bệnh viện cả đời không phải mất tiền rồi đó chắc chắn nó là như vậy thì coi như là ở bên này chẳng qua là lười đi khám bệnh chứ còn đi khám bệnh có mất tiền đâu Trên là bác sĩ gia đình thì ai cũng có thế như là đáng ra là quân phải đi ít nhất là phải trong độ khoảng là 6 tháng là phải đi khám định kỳ hoặc là người ta có thể khám từng tháng nhưng mà nhiều tuổi à, ít tuổi thì có thể người ta 6 tháng đi khám một lần còn nhiều tuổi có khi như bọn mình đây là chậm nhất là 3 tháng nếu không một tháng nó phải đi khám định theo cái kiểu định kỳ xem nó có thêm cái căn bệnh gì không rồi thì khi nói đến căn bệnh này thì không cứ gì tuổi tác mà có thể là rất nhiều người trẻ chứ là nhiều người bảo tại sao trẻ như vậy mà sao ra đi đột ngột thế rõ ràng trong câu chuyện này nó có cái lý do gì gì khác thì ở đây là các bạn cũng nên đừng suy nghĩ về vấn đề đó nữa bởi vì các bác sĩ đã coi như là xét nghiệm máu rồi và hoàn toàn không có lý do gì ngoài cái chuyện mà quân bị đột quỵ bạn Thiên Nga Trần cũng nhắc nhở một số bạn khác lời nói thì sắc như dao và tin đồn thì là như gươm giáo các bạn thấy không đúng ạ à, bác sĩ Trần năm nay 71 tuổi và đến bây giờ công thành danh toại có nghĩa là phải trải qua khoảng 50 năm nay để người ta xây dựng cái cái con cái tiếng tăm của người ta cái công danh của người ta trên con đường đó đúng không ạ và bây giờ chẳng hạn như chỉ vì một cái chuyện như thế mà không rõ nguyên nhân mà lại coi như là đưa ra những cái tin đồn thế loại thế kia thì có thể sẽ hủy hoại cái danh tiếng của bác sĩ Trần ở đây là danh tiếng và sự nghiệp của người đàn ông nó rất là quan trọng đó cho là tại sao bên nước ngoài người ta kiện về cái tội vu khống bởi vì khi bạn vu khống một ai đó không có cái bằng chứng á, thì sẽ hủy đi về cái danh tiếng của người ta và kẻ thất thoát về chuyện hàm ăn nữa ví dụ như bác sĩ trần bây giờ chẳng hạn như là uh, đang tiền uh, đang ví dụ như là cái danh tiếng của bác như vậy và bác mở một công ty chẳng hạn như vậy mà bây giờ khi nghe tiếng bác ấy làm một cái chuyện uh, không đúng pháp luật như vậy thì bác mất hết khách chẳng hạn thì khi ra tòa người ta có thể kiện bạn về chuyện đó Và bạn phải bồi thường rất nhiều tiền đó Chứ ở đây tại sao là pháp luật người ta nghiêm minh nó là như vậy Thì trong cái câu chuyện này Bởi vì chúng ta không có một cái bằng chứng gì cả Thì những bạn mà cứ nghi ngờ thế nọ thế kia Thì nghi ngờ là quyền của các bạn Nhưng đến khi các bạn có thể đặt ra những câu hỏi Và các bạn phải tự đưa ra được những cái cái lý lẽ Nó thật xác đáng mới có thể thuyết phục được người ta Chứ còn thế bây giờ Ờ... À, 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 Bệnh viện người ta xét nghiệm lù lù ra là không có cái chất gì trong máu rồi mà các bạn vẫn nghĩ là à, có một số bạn vẫn nghĩ rằng là ồ bác sĩ Trần có âm mưu trong chuyện này có thể thủ tiêu quân thủ tiêu quân thì sẽ được lợi gì đây hay là bây giờ phải coi như là để muốn lấy hoa để ôm lấy ba đứa con để nuôi thêm coi như là bốn người có cái lợi gì đây đúng không ạ? Trong khi đó thì bác sĩ Trần nếu muốn lấy một người vợ khác là không phải là chuyện khó đúng không ạ? Mặc dù tuổi cao nhưng có rất nhiều người muốn lấy bác sĩ Trần. À, đây là cái điều sự thật luôn chứ không phải là chuyện uh, chuyện nói 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 chơi đúng không ạ? À, có những người ví dụ những người khác uh, 70 tuổi rồi thì chẳng ai thèm lấy đâu phụ nữ ví dụ như trông ốm yếu này hoặc là coi như thóc lúa chẳng thấy đầy bồ gì cả lấy ông này về thì coi như làm cái gì đây đúng không ạ? À, thì người ta làm sao mà người ta lấy nhưng mà bác sĩ Trần thì tiền có là trông cái thứ hai là coi phong độ da rẻ lúc nào hồng hào tóc hơi bạc một tí thôi nhưng mà bác ấy vẫn từng khẳng định là khỏe còn hơn cả thanh niên coi như là cái tuổi trung niên bốn năm mươi tuổi bác khỏe như vậy thì nhiều người phụ nữ người ta thích chứ Đấy. trên là trong chuyện này thì bác chẳng có cái lý do gì để mà hại quân cả Đấy. trên là chúng ta cũng phải nhìn nó nó bao quát một chút đúng không ạ chứ còn thì nếu cứ nhìn thiển cận mà coi như là lại nói ra những lời mà không giữ được uh, miệng mình thì có có khi là uh, mình phải mang cái nghiệp thay cho bác ấy vâng thưa quý vị và các bạn video này là video cuối cùng của ngày hôm nay mình xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả và các bạn đã quan tâm và theo dõi xin chào và hẹn gặp lại quý khán thính giả và các bạn vào lúc 7 giờ sáng ngày mai trên kênh định cư Canada